Thưa quý vị, với vai trò chi hội phó chi hội phụ nữ ấp Xóm Mới 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trí Bình, huyện Châu Thành, bà Nguyễn Thị Yến được người dân nơi đây biết đến với hình ảnh người phụ nữ trung hậu đảm đang. Bởi bà không chỉ năng nổ nhiệt tình trong công tác tại hội mà bà Yến còn là người mẹ, người cha tuyệt vời của ba người con trong suốt 32 năm qua. Bà Nguyễn Thị Yến sinh năm 1960 là chi hội phó chi hội phụ nữ ấp Xóm Mới 1. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trí Bình, huyện Châu Thành đã và đang tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua. Bà được nhận danh hiệu phụ nữ xuất sắc trong phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cô Hoa Yến hiện tại là chi hội phó chi hội phụ nữ của ấp Xóm Mới 1. Cô là một cán bộ hội tiêu biểu của hội phụ nữ xã và cô thường xuyên tham gia vào công tác xã hội tại địa phương, đặc biệt thì về công tác từ thiện, cô thường xuyên vận động các chị em mạnh thường quân hỗ trợ cho các chị em khó khăn. Cụ thể như là cái mô hình hũ gạo tình thương của chi hội phụ nữ ấp số 1 đã phát huy và hoạt động có hiệu quả trong nhiều năm qua. Với bà Yến, làm từ thiện chỉ cần có tấm lòng là đủ. Bởi khi bắt tay vào việc từ thiện, ngay cả bản thân bà cũng không có đủ kinh tế để ủng hộ. Nhưng với tấm lòng, sự nhiệt quyết và thấu hiểu nỗi khổ của những gia đình khó khăn trong những chuyến đi công tác đã giúp bà Yến tìm đến với công việc từ thiện. Cái phần gạo mà có đó thì không phải tự mà mình có, mình cho đi xin bà con hơi khá hơn mỗi người 1 ký một tháng. Thì để làm cái hũ gạo tình thương đó mà cho được cái bà con nghèo mà khó khăn mà không nơi nương tựa đó. Một tháng 10 ký gạo cho chừng nào chết thôi. Thì cô cảm thấy đi nó vui thiệt làm. Và trong cái lương tâm của cô á, nghe làm nó thoải mái. Với vai trò là chi hội phó chi hội phụ nữ ấp Xóm Mới 1, bà Yến luôn quan tâm đến đời sống của chị em trong hội. Bà cùng với các cán bộ hội phụ nữ xã thăm hỏi, động viên chị em khắc phục khó khăn, hướng dẫn chị em làm kinh tế, tạo nguồn thu nhập cho gia đình. Chị Hai Yến là luôn luôn quan tâm tới chị em ở trong hội viên á. Thì chị Hai Yến là hay động viên chị em là đi làm công tác hoặc họp, rồi có công việc gì chị Hai Yến là chăm sóc lắm và cũng luôn luôn quan tâm tới chị em. Thí dụ ở trong xã mà có mở một lớp thí dụ như chăn nuôi thì chị Hai Yến lại đi động viên từng hội viên một để tới để mình học. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác hội, với gia đình, bà Yến còn là người mẹ tuyệt vời của ba người con. Chồng mất sớm, một mình bà Yến bươn chải nuôi con. Với mảnh vườn sau nhà, bà Yến tận dụng nuôi cá, trồng thêm các loại cây ăn quả như mít, dừa, chuối để tăng thêm thu nhập. Bà Yến hay nói vui, cây cuốc chính là người bạn đồng hành của bà. Đây là câu nói bông đùa nhưng chất chứa nhiều nỗi niềm của một người phụ nữ thiếu vắng sự chăm sóc, che chở của người chồng trong suốt 32 năm qua. Khi nói về bà Nguyễn Thị Yến, chi hội phó chi hội phụ nữ ấp Xóm Mới 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trí Bình, nhiều người nhớ ngay đến hình ảnh của người phụ nữ trung hậu đảm đang.